Sư cô bí ẩn và hành động lạ trong lễ ráp mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Chúng ta cùng nhau trao đổi một vấn đề hết sức thú vị, gần gũi, thiết thân với chúng ta mà đôi khi chúng ta không để ý. Việc làm này không nhằm cổ vũ mê tín dị đoan mà nhằm cho chúng ta và cộng đồng hướng đến đường ngay nẻo chánh. Đó là việc gì? Ấy là vào ngày lễ ráp mộ nghệ sĩ Vũ Linh, bỗng xuất hiện một sư cô bí ẩn, không ai biết sư cô là ai. Và từ đầu đến sư cô xuất hiện, đi xăm xăm vào phần mộ nghệ sĩ Vũ Linh và dùng gậy gõ 3 cái vào 4 góc phần mộ của nghệ sĩ Vũ Linh, tổng cộng là 12 cái. Hành động này có ý nghĩa gì? Những người nhà của nghệ sĩ Vũ Linh thì nói rằng không hề biết sư cô này là ai, và sư cô cũng rời đi như cách mà sư cô đến. Một số tu sĩ có mặt tại nơi hành lễ nói rằng hành động của sư cô mang tính tà thuật, sư cô bí ẩn mang tính tà thuật, mang tính trấn yểm nhằm giam cầm linh hồn, vong hồn của nghệ sĩ Vũ Linh. Điều đó có vẻ mơ hồ quá phải không? Các YouTuber thì nói rằng không có gì là bí ẩn hay tà thuật gì cả, trấn yểm gì cả. Đây là một hành động mang tính quảng bá thương hiệu cá nhân mà thôi. Sư cô này biết ở đây rất đông YouTuber và cộng đồng rất quan tâm đến vấn đề này, cho nên xuất hiện và có những hành động lạ như vậy để được quảng cáo không công hình ảnh của mình. Hãy chúng ta cùng nhau tìm hiểu vấn đề này xem như thế nào. Mà chúng tôi trao đổi với một số tu sĩ cao tăng, những người này nói không công bố tên tuổi, tuy nhiên họ nói như thế này và khá giống nhau. Đó là Phật giáo không có quan điểm về trấn yểm. Tuy nhiên, những tín ngưỡng bản địa là có vấn đề này, và nên quan niệm vấn đề đó như thế nào. Người chúng tôi kể lại câu chuyện sư cô bí ẩn và cho các vị tu sĩ xem các đoạn clip quay nhiều góc độ khác nhau của hành động sư cô này. Thì các vị tu sĩ nói như thế này: đây có thể là có khả năng, một là sư cô tự đến, hai là do người nhà nhờ cậy. Vì sao như vậy? Vì theo tín ngưỡng dân gian, khi người mất vào giờ xấu, ngày xấu, hoặc thiên tượng xấu, hoặc có hiện tượng gì đó xấu cần cải sửa, thí dụ như sau mất vào ngày đó giờ đó, thì gia đình sinh ra lục đục, tranh chấp, thậm chí là có những hành động tiêu cực lẫn nhau, thì phải trấn yểm. Trấn yểm để làm gì? Để cải sửa ngài mất và cải sửa ở dưới địa phủ, và cải sửa ngài siêu thoát 100 ngày. Tức là nói chúng ta như nói vui là ngài đăng xuất. Và những vị sư này nói rằng khả năng cũng có một người trong gia đình nào đó nhờ thì sư cô mới đến. Có thể là ban đầu là họ nhờ với ý định là thiện chí, chứ không phải là để giam cầm vong hồn nghệ sĩ Vũ Linh, mà là để cải sửa cho hậu sự của gia đình nó tốt hơn. Tuy nhiên, theo các vị sư thì hành động này là không nên. Bởi vì sao vậy? Các vị sư nói hành động của sư cô cầm gậy giơ lên là trấn, và trấn là giọng xuống là yểm. Hành động giơ lên và giọng gậy xuống là hành động trấn yểm, vừa ngăn chặn vừa không cho đi đâu. Họ giải thích như vậy, tức là hành động giơ lên gậy lên và dập xuống bốn phần mộ, bốn góc của phần mộ là hành động trấn, vô lên là trấn, dập xuống là ếm, để giam giữ vong hồn của người đó trong một thời khắc mà họ niệm chú và thay đổi thời khắc đó so với thực tế. Tức là ngày mất nghệ sĩ Vũ Linh, giờ mất sẽ được thay đổi một chút, và do đó giờ nghệ sĩ Vũ Linh siêu thoát cũng sẽ thay đổi một chút, chỉ cần một giây một sắc na thôi là tình hình thay đổi hoàn toàn, và không thể, người trấn yểm không thể thay đổi nhiều hơn nữa, chỉ một sắc na, một phút, một giây
hay là 1% của giây cũng được. Tuy nhiên những vị sư nói như thế này, nói rằng bạn ơi, cha mẹ là người sanh ta ra, thở bé lúc nào người cũng mong cho ta nên người, khi con bệnh cha mẹ lo thuốc thang, không tiền thì đi vay mượn tiền nhà hàng xóm lo bệnh cho ta, cha mẹ nuôi ta lớn khôn giúp ta ăn học thành danh chi mỹ. Ngược lại khi cha mẹ qua đời nhằm ngày trùng nhật trùng tang thì ta lo sợ nôm nớp sợ người trách hại ta, gia can tan nát, thay vì riết quý sư đến tụng niệm kinh Địa Tạng cầu cho người siêu sanh lạc quốc, đại đức đi thay rễ rước người tìm cách trấn yểm trong đềm hồn của người chết. Như vậy là có phải là cổ hiếu hay không? Trời sanh những thứ vô nghi, những đồ bất hiếu, làm gì nên thân? Ông bà cha mẹ là người ân nghĩa với ta rất lớn, ta phải đối xử cho trọn đạo làm con cháu mới tội người cấm lòng người sau. Không nên tự cao tự đại chơi bạc bay mà thực hiện những nghi thức tà ma ngoại đạo. Đông sang rồi và mẹ đã đi xa, cũng 9 năm trời cha không còn nữa, gần thập kỷ tưởng chừng như mấy bữa. Đông sang rồi cha mẹ giữa quan du, việc trắng yểm hay đi tìm thầy xem ngày giờ chôn cất hay cải sửa gì đó, nếu có tốt xấu không kiết thế nào, đạo làm con ta phải tìm cách báo ăn cho cha mẹ cho hả dạ, dù có khổ bao nhiêu cũng không thể nhờ cậy thầy trắng yểm. Tức là các nhà sư giải thích việc này rất rõ về nguyên lý chung. Về nguyên lý chung, Phật giáo không có việc trắng yểm và sống hay là mất cũng là việc bình thường và thuận tự nhiên. Tất cả đều phải theo thuận tự nhiên, không có gì cả. Thác là về, không có gì để phải buồn cả. Có sự ra đi hoan hỷ. Và tuy nhiên những bậc cao tăng cũng nói rằng trong tín ngưỡng nguyên thủy có vấn đề trấn yểm, có nghĩa là người Việt và người châu Á, một số dân tộc châu Á tin rằng người mất nếu vào ngày giờ xấu trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó thì có thể làm cho con cháu làm ăn lụng bại, sức khỏe yếu kém, vừa nằm xuống là gia đình lục đục tranh chấp tài sản vân vân và vân vân. Do đó cần phải muốn thầy bùa, thầy pháp hay là một tu sĩ đến để trấn yểm, làm thay đổi một sát na nào đó, tức là chỉ thay đổi giờ mất 1%, 1 phần triệu giây thôi cũng được rồi. Và ngày 100 ngày khi linh hồn siêu thoát cũng một sát na thôi là cũng được rồi. Tất nhiên thầy bùa thầy pháp chỉ có thể làm như thế ở giai đoạn mất thôi, tức là chỉnh sửa giờ mất trong 1% của phút, trong 1% của giây cũng được, miễn là nó không đúng với giờ mất thật sự là được rồi. Tuy nhiên những vị cao tăng nói rằng chúng ta không được phép làm chuyện đó, nó chỉ làm xấu thêm tình hình. Cha mẹ mất đi vào ngày giờ nào cũng vậy thôi, đó là thuận tự nhiên. Còn nếu nó xấu, các nhà sư không tin rằng nó xấu, nhưng giả thuyết nếu nó xấu thì con cháu cũng phải chấp nhận và xem đó giống như là một thử thách mà tổ tiên mình để lại để xem chúng ta sống thiện lương hay không, đối xử với nhau như thế nào, có giác ngộ hay không, hay là chúng ta gây thêm nghiệp. Mà chúng tôi xin chia sẻ với các anh chị thực tế và lý thuyết như vậy. Rất mong lắng nghe ý kiến các anh chị. Nếu chúng tôi có gì sai trái xin niệm tình tha thứ. Xin cảm ơn.